I heard about you 남자 생겼다며 그래 널 더 맞출 그런 이유는 없네 너 Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Galley TV. Thì hiện tại các bạn thấy có thể thấy là Gà đang có một lớp makeup khá là hoàn thiện rồi đúng không? Các bạn có tin là cái makeup này Gà quay hoàn toàn ở trong cà phê không? Và Gà hoàn thiện cái lớp makeup này chỉ trong vòng 15-20 phút thôi thì Gà cảm thấy là khá là được á. Nếu mà các bạn cảm thấy tò mò không biết là Gà thực hiện cái makeup này như thế nào thì các bạn hãy tiếp tục xem video nha. Bấm tim. Ok, thì đầu tiên Gà sẽ bôi lại em này, đây là em serum của Innisfree Green Tea Sip Serum. Thì như các bạn có thể thấy là hiện tại mặt Gà nó khá đỏ, nên Gà sẽ bôi cái loại serum trà xanh này để giúp cho da dịu lại sau một buổi sáng nằm vòng ngoài đường, nắng là nắng, nóng là nóng, ô nhiễm nữa chứ. Chết tôi mất. Ok, bôi cho nó thấm vào da nha. Ok, tiếp theo để lớp nền của mình thì nó sáng sủa hơn một chút ngay từ những bước dưỡng thì Gà lớp nền sáng sủa ngay từ bước dưỡng. Ok, nói chung là không biết em nói gì nữa. Thì Gà sẽ bôi cái em này, đây là Innisfree Jeju Cherry Blossom Tone Up Cream. Thì đây là loại kem dưỡng có tone up. Thì nói chung là loại kem dưỡng có tone up thì bây giờ ở trên thị trường nó cũng không lạ nữa. Gà thấy đã có rất là nhiều hãng làm rồi. Tuy nhiên thì hiện tại thì Gà khá là thích cái em của Innisfree này. Tại vì đây Gà sẽ làm cho các bạn xem nha. Tại vì khi mà Gà bôi lên đó thì Gà thấy là ngoài làm cho da mình đều màu hơn đó, thì nó còn làm cho da mình nhìn hồng hào, sáng sủa. Một tips đó là trong những ngày mà các bạn không thể make up, tuy nhiên là các bạn vẫn muốn là nhìn da mặt của mình nó không có quá ghê á, ví dụ như là những trong những chuyến đi máy bay dài này, hoặc là kiểu lần đầu tiên ngủ với bạn bè hoặc là ngủ với crush này nọ, mà các bạn muốn là nhìn cho da của mình nó sáng mà không phải vừa trang điểm vừa ngủ, thì các bạn có thể sử dụng những cái loại kem tone up như thế này. Các bạn thấy không, bôi lên thì nhìn bên này nè, nó bóng hơn hẳn so với bên này ấy. Với lại nhìn nó cũng sáng sủa hơn á. Thì ngoài khả năng nâng tông và dưỡng ẩm ra thì cái loại kem này nó còn có khả năng làm trắng nữa. Sử dụng một thời gian chúng ta sẽ trắng như khi bôi kem hơn. Ok, đó, nhìn sáng sủa hơn hẳn so với lúc nãy luôn đúng không? Tiếp theo sẽ tới lớp kem chống nắng. Thì Gà vẫn sử dụng cái kem chống nắng dạng lăng này của Innisfree Intensive Laser Sunscreen Stick. Ok, đọc cái tên thôi đã thấy rất là mệt. Kem chống nắng là một trong những thứ quan trọng nhất cuộc đời không? Đó, kiểu bình thường, những ngày bình thường ra ngoài mà Gà không muốn trang điểm á thì Gà cũng chỉ bôi cái kem tone up kia rồi Gà bôi thêm cái kem chống nắng này thôi. Thì cái lớp finish của nó nhìn đã khá là sáng và ráo rồi, không cần phải đánh thêm kem nền. Tuy nhiên hôm nay là chúng ta sẽ đánh kem nền nha. Ok, rất là ráo. Cái kem nền mà hôm nay Gà sẽ sử dụng đó là Cure Cover Glow Cushion của Clio. Nói chung là đây là một cái kem nền mà thứ nhất là nó có chữ glow thì nó sẽ làm cho da mình cảm giác là nó căng bóng hơn, và ngoài ra thì nó có cái độ che phủ cũng rất là cao nữa. Đáng nữa lúc mà Gà đánh lên thì các bạn sẽ cảm thấy là nó khá là dày, tuy nhiên là lúc mà mình tán cái kem nền ra thì nhìn nó cũng rất là tự nhiên và rất là glow. Bởi vì cái kết cấu của nó đặc như vậy á, nên là cái lớp nền của mình xuyên suốt một ngày thì nhìn nó cũng rất là đứng. Với cái điều kiện thời tiết mà nóng như ở Sài Gòn đồ á, thì nó cũng không có bị đổ, các bạn hiểu không? Không có bị chảy ra. Còn cái độ glow của nó thì rất là hợp đối với những cái vùng mà lạnh như ở Đà Lạt quê Gà rồi. Ok, lớp nền đã tương đối. Bây giờ Gà sẽ đánh tiếp kem che khuyết điểm, hay là kem che khuyết điểm của The Same. Tông mà Gà dùng là tông số 1. Nói chung đây là một cái tông rất là sáng, nhưng mà nó sẽ hợp với lại là cái màu nền của Gà ấy. Tại vì cái màu nền của Gà mặc dù là màu số 2, tuy nhiên nó là một cái màu trắng có pha hồng, vậy nên là nó cũng khá là sáng rồi. Bạn thấy Gà lấy hơi nhiều đúng không? Tuy nhiên là sau khi mà tán ra thì cái kem che khuyết điểm này rất là mỏng lắm, nên mình sẽ không có cảm giác là nó bị khát quá hay dày quá. Ok, nói chung như các bạn có thể thấy thì hiện tại là cái mặt Gà nó đang trắng bệch, nhưng mà tuy nhiên là lúc mà Gà đánh khối với lại là đánh má hồng lên thì nhìn nó sẽ xinh hơn rất là nhiều. Bây giờ là sẽ kẻ nhăn cái chân mày để nha. Nói chung là thì mặt không có chân mày gì rất là kỳ đi. Cho phần má hồng ngày hôm nay thì Gà sẽ sử dụng Super For School bản Art Class, mà bản màu hồng thì có nghĩa là trong này nó không phải là tạo khối mà nó là má hồng. Và
người đang suy nghĩ là người sẽ dùng cái gì để đánh, tại hình như là không mang theo cọng mã hồng. Đây là màu bên trong, kiểu nhìn nó rất là nhẹ nhàng á, bởi vì mình không có cọ nên thôi bây giờ mình sẽ đánh bằng tay luôn thôi. Cái này là dạng phấn nên việc đánh bằng tay nó rất là khó. Gà vừa mới tìm được cái miếng mút nhỏ nhỏ này, tự nhiên vậy là gà vừa muốn ép thêm một ít màu mã nên gà sẽ dùng cái miếng mút này đánh để màu đó. Các bạn có thấy không, có mút một phát trời ơi đánh xuống thẳng luôn á. Xanh ớt là xanh, chúng mà đánh bằng tay thì nó cũng lên, tuy nhiên là gà muốn cái mã hồng cực hồng luôn á nên dùng mút sẽ ok hơn. Phấn phủ ở Sài Gòn là chắc chắn nhất định, nhất định nhất phải phủ. Thì hôm nay gà sẽ sử dụng phấn phủ của Eclipse dòng đào mới ra, Hey Peach Eclipse Blur Powder Packed Blur Powder Packed. Thì cái dòng này á, thì cái mảnh là nó sẽ giúp cho cái vùng lỗ chân lông của mình á, nó được mờ lại thêm một chút. Thì các bạn cũng có thể dùng cái dòng mà kìm dầu, tuy nhiên là gà cảm thấy là cái dòng blur này là cái dòng mà kiểu nó sẽ photoshop cho da mình thêm một xíu á, nên cái dòng này nó khá là nổi tiếng. Đó, các bạn thấy không, chỉ cần phủ một lớp mỏng mỏng á là nhìn da mình kiểu mịn hơn hẳn, láng hơn. Tại vì cái nền hôm nay của hàng nó cũng tương đối là đúng rồi, nghĩa là nó vẫn có độ glow này các bạn thấy không, tuy nhiên là nó cũng đúng rồi á, nó không có bị đổ dầu nhiều nên gà không cần thiết phải sử dụng một loại phấn phủ mà nó quá sức là kìm dầu. Gà chỉ cần phủ nhẹ một lớp để cho tổng thể nhìn nó mịn lại thôi. Bản mắt mà hôm nay gà sử dụng á sẽ là bản mắt Killing Moon của Etude House. Đây là bản mắt nó rất là phù hợp cho mùa lễ hội này luôn, thật thề với các bạn. Mùa tháng 12, tháng 1 đó là mùa để mình party, mình đi quẩy đồ á, nhìn rất là kiểu thu đông. Các bạn thấy không, màu rất là đẹp luôn á. Nhưng mà các bạn biết điểm trừ của bản mắt này là gì không, nó không có gương đó. Có cả những màu ly nè, ngoài ra thì nó cũng có những màu nhũ nữa. Và cái màu nhũ đỏ đỏ này thì nó cực kỳ thích hợp cho mùa lễ hội luôn các bạn, rất là thích. Đánh thôi, đầu tiên thì gà sẽ sử dụng cái màu này để đi lên toàn bộ bầu mắt. Ui, màu lên cực kỳ pigment luôn á. Cái màu này lên mắt rất là đẹp đó mấy bạn. Mình sẽ bắt đầu tay ra một chút nữa, sau đó mình sẽ sử dụng tiếp cái màu này nè. Có nghĩa là cái màu vibe nó hơi đỏ đỏ một chút nè, các bạn thấy không, pigment rất là ok luôn á. Thề dạo này bản mắt Hàn Quốc là đỉnh vậy ta. Xưa giờ gà ấn tượng cực xấu với bản mắt Hàn Quốc, tuy nhiên là với bạn này thì ok đó. Đi xét phần mí mắt nè. Ok đó. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái blending brush này để mình tán ra. Thì mình sẽ tiếp tục dùng cái màu này nè, cái màu ban đầu á, để mình đánh ở cái vùng viền mắt dưới á, để cho cân bằng phần trên và phần dưới. Cái màu này nè mấy bạn, mình đánh ở cái viền mắt dưới. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng một cái màu nhũ, màu nhũ mình dùng màu này thì nó lấp lánh quá thôi, mình dùng màu này đi, ban ngày mà dùng màu này nè, màu đồng đồng một chút để mình bôi lên cái phần bầu mắt á, thì nhìn nó sẽ lấp lánh và mắt mình nó sẽ to hơn. Ui, màu nhũ nó rất là đẹp, không có bị bế. Wow, lấp lánh. Nice. Thêm một xíu nữa nha. Ok, sau một hồi thì cái mã của gà nó cũng đỡ rồi. Bây giờ tới phần đánh son, thì ở đây gà có hai cây màu mới của dòng Peri Peri In Clap Blur Effect. Nói chung là gà chưa từng thử qua cái dòng son này bao giờ hết đó. Tuy nhiên là hình như cái phiên bản màu trước á thì nó có là từ màu 1 tới màu 10, còn phiên bản màu mới thì nó sẽ là màu 11 tới màu 15. Thì ở đây gà đang có hai màu mới là màu số 14 và màu 15. 14 là màu Phenol Pink, còn màu số 15 là Cinnamon Coral. Thì có thể hôm nay gà sẽ sử dụng cái màu này nè, màu Fan of Pink. Tại vì cái makeup của mình gà nhìn nó cũng hồng hồng ấy, nhìn nó cũng kiểu cute đáng yêu ấy.
màu xanh mình thì chắc là màu kiểu cam đất một chút, lấy cả sản xuất ra tay cho các bạn xem. Rồi á, nói chung là trong cà phê và cùng với khả năng make up không ra gì, tuy nhiên là vẫn create được một cái bản mặt nhìn cũng được được như thế này, thì những sản phẩm hôm nay Gà dùng đừng rất là xịn đó. Thì link để mua những sản phẩm Gà sẽ để dưới description box nha. Như các bạn cũng biết thì hôm nay là Black Friday đúng không? Có nghĩa là nó sẽ có rất là nhiều chương trình sale với những sản phẩm mà Gà đã sử dụng trong video ngày hôm nay. Thì để bình chọn cho sản phẩm mà Gà thích nhất á, thì chắc là Gà sẽ bình chọn cho màu mắt với lại là kem nền, tại vì Gà thấy và cả son nữa, nói chung là ba cái thứ này hiện tại Gà thấy nó đang kết hợp trên mặt Gà khá là tốt á. Cái lớp kem dưỡng ở dưới á, kết hợp cùng với lại lớp kem nền nó làm cho cái mặt của Gà nhìn, nói chung là sáng nhìn nó cũng tự nhiên chứ nó không có bị gọi là bệt quá, trắng quá đúng không? Với lại phối hợp son cổ thì nhìn nó cũng được. Link để mua những sản phẩm thì Gà sẽ để dưới description box. Và trong ngày Black Friday thì chắc chắn là nó sẽ có những chương trình sale rất là ok, vậy nên các bạn hãy check it out. Ok, ở đây các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.